Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày lễ Phật đản, tất cả Phật tử về chùa để trước lễ Phật mừng ngày Phật đản, sau nghe chúng tôi giải thích về những cái điểm quan trọng trong đời của Đức Phật. Đó là để chúng ta nhớ đến ngày Phật đản, là nhớ đến công hạnh của Đức Phật, để rồi chúng ta học hỏi tu theo, thì đó mới đúng cái tinh thần của ngày Phật đản. Chứ nếu về chùa lễ Phật cúng rồi thọ trai rồi trở về thì nó không có lợi ích gì cho cái sự tu hành. Bởi vậy cho nên mỗi năm mà chúng ta nhắc tới nhắc lui về lịch sử Phật thì chắc rằng quý vị nghe nó cũng quen thuộc quá. Do đó hôm nay chúng tôi không nhắc về lịch sử Phật, mà chúng tôi chỉ nhắc một ít điểm trong đời sống của Đức Phật liên hệ tới những chữ mà thường thường chúng ta tôn xưng Ngài. Thường chúng ta tôn xưng Ngài là Đấng Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, phải không? Nói Phật là một đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì những cái điều gì để chứng tỏ Ngài là đấng đại hùng, đại lực và đại từ bi? Đó là chúng tôi muốn nhắc lại để cho tất cả quý Phật tử cảm nhận rồi ứng dụng để chúng ta tu hành. Đầu tiên chúng tôi kể cho quý vị nghe, khi mà Thái tử Ngài đi tu, Ngài đi tu thì Ngài ra khỏi thành rồi liền tìm đến các cái vị thầy nổi tiếng trong thời đó để Ngài phụ giáo tu hành. Nhưng rốt cuộc rồi Ngài cảm thấy tất cả những vị đó chưa có giải đáp được cái mục tiêu chủ yếu của Ngài, nhắm là phải làm sao giải thoát được cái sanh tử. Vì vậy mà Ngài mới bỏ hết những vị thầy đó và đi tự vào rừng nghè một ít bắp, nghĩa là sống một cách hết sức là đơn giản, đạm bạc, thiếu thốn. Cuộc sống đạm bạc thiếu thốn đó cho đến sau này Ngài nói rằng mỗi khi mà người ta muốn rờ tới bụng Ngài á thì liền đụng cái xương sống, nghĩa là cái bụng nó xẹp nó sát cái xương sống, rồi tóc của Ngài trên đầu rụng, rồi da mặt Ngài nó cốt lại, nó hết da chỉ còn xương không. Cho tới một hôm Ngài phải bị xỉu. Thì như vậy để biết rằng cái chức khổ hạnh của Ngài nó rất là tuyệt vời, hay là hơn tất cả những cái khổ hạnh của những người đương thời. Thì quý vị nghĩ bây giờ chúng ta thử nhịn đói thì vài hôm chúng ta dễ chịu không? Nghĩa là một ngày tới bữa cơm mà chưa có, cái bụng nó kêu thì lúc đó mình sao? Mình đã khó chịu rồi, phát quạo rồi, phải không? Rồi nếu mà mình ẩn nhẫn mình nhịn được một ngày, hai ngày, ba ngày đến năm ngày, bảy ngày, đó cũng là một cái lối mà mình hết sức kềm chế. Còn Đức Phật ngót cả năm trời, Ngài nhịn, Ngài bớt ăn cho đến thiếu thốn cùng cực như vậy, thì quý vị thấy cái sức nhẫn nại của Ngài nhiều hay ít? Người thế gian họ cứ nghĩ nhẫn là cái gì người ta làm xấu làm hổ mình nhịn thì đây gọi là nhẫn. Nếu mà không hiểu cái chữ nhẫn trong đạo Phật, chữ nhẫn trong đạo Phật á, nhẫn là chịu đựng mọi cái khổ
nó đến với thân mình, hoặc mọi cái khổ ở trong những hoàn cảnh, hoặc chịu đựng những cái người ta làm xấu hổ, tủi nhục mà mình vẫn chịu đựng được, thì những cái sức chịu đựng đó gọi đó là nhẫn. Giờ quý vị nghĩ nhẫn là một sức mạnh hay nhẫn là một cái nhịn thua yếu đuối? Theo quý vị nghĩ sao? Có một người hỏi tôi thế này, hỏi thưa thầy, người ta nói nhẫn là phải nhục, thưa thầy phải vậy không? Chứ nhục đó có nghĩa là không phải nhẫn nhục theo cái danh từ chuyên môn của Phật, nhục đó là bị nhục nhã. Khi nào mình nhẫn thì phải bị nhục nhã, quý vị nghĩ có phải vậy không? Nghe hỏi cái đó thì tôi trả lời, tôi nói nhẫn là một hành động anh hùng chứ không phải nhục nhã. Nói như vậy thì quý vị nghe dường như là tôi nói khác với cái lẽ thường, nhưng mà đây là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói một câu, một vạn quân phải anh hùng chưa đó, mà Phật cho rằng còn thua thắng mình. Nếu thắng được mình nữa đó mới là chiến công oanh liệt. Thì quý vị mới thấy cái người thắng được mình đó là cái người có cái hùng khí phi thường, hay là cái người yếu đuối khiếp nhược? Quý vị thử kiểm coi. Thí dụ khi người ta làm cái gì trái ý, mình liền la lên thì dễ, hay là khi người ta làm cái gì trái ý à, mình làm chủ được, không để cho cái bực bội nó nổi lên là dễ? Cái nào dễ hơn cái nào? Là dễ. Trái ý là thì cái đó dễ quá, ai cũng làm được hết, cho tới cái nít 7-8 tuổi thì cũng làm được nữa, phải không? Trái ý thì nó là đó. Nhưng mà trái ý mà mình vẫn điềm đạm tỉnh táo để mà không có đổi sắc mặt là không phải dị thường, phải không? Cái đó là một cái sức chịu đựng hay một cái sức nhẫn nại phi thường. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói nhẫn được những cái khó nhẫn, thì cái đó mới là cái con người có nghị lực. Vì vậy mà cái câu Pháp Cú hồi nãy tôi nói, nghĩa là thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Người đó cầm binh ra trận đánh thắng được muôn ngàn quân địch, nhưng mà chưa chắc người ta chọc giận ông có thể ông nhịn nổi, phải không? Thì như vậy thắng ở bên ngoài dễ, mà thắng được mình mới khó, mà thắng mình đó mới là cái sức mạnh phi thường. Thì bây giờ Đức Phật ngài chịu đựng được cái đói cái khổ mà trải cả năm trời như vậy, thì ngài có thắng mình không? Đó là một sức thắng mình phi thường, đó là một cái hùng mà chúng ta ít ai thấy. Như vậy những người ở trong đạo nhìn Đức Phật thấy ngài có một sức can đảm phi thường, chịu đựng nổi những cái khó khổ trong khi đói, trong khi cơ thể nó muốn bại hoại mà ngài cũng ráng ngài chịu. Như vậy thì cái sức chịu đựng đó gọi là một cái sức cương nghị hay là can đảm phi thường chứ không phải là tầm thường. Vì vậy mà cái nhẫn đó là một cái sức mạnh. Vì vậy mà những người sau gọi ngài là bậc đại hùng. Nhưng mà chưa, đây mới một chặng thôi. Rồi sau khi Đức Phật ngài liền trở về thấy rằng mình khổ hạnh như vậy, đưa đến cái cuối cùng là xỉu hết. Mà nếu ráng khổ hạnh nữa thì sao? Là chết mà không thấy đạo. Cuối cùng đến với cõi Bồ Đề. Khi đến cõi Bồ Đề rồi, ngài mới làm cái tòa bằng cỏ. Khi làm xong tòa bằng cỏ, ngài chỉ cái tòa cỏ mà thệ rằng: ta ngồi dưới cội cây này, ta ngồi trên cái tòa cỏ này, nếu mà không đạt được đạo
dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi cái tòa này. Thì quý vị thấy cái câu nói đó là một câu nói cũng là cương quyết chết sống. Một là đạt đạo, hai là chết tan thay ở đây chứ không về đổi ý chí. Thì con người như vậy có phải là một cái sức mạnh phi thường hay không? Bởi vậy cho nên khi mà ngồi xuống dưới tòa, ở tòa dưới cội bồ đề rồi, thì từ đó ngài quyết định không dời đổi, ngồi mãi 49 ngày đêm đó. Thì như vậy cái sức phi thường đó nó đưa đẩy ngài tới cái chỗ đạt đạo, tức là đêm thứ 49 là đêm ngài đạt đạo. Nhưng mà trước khi đạt đạo đó không phải là an nhàn như chúng ta tưởng, mà ngài lại còn phải bị qua một cơn thử thách lớn lao. Hết cái thử thách của hoàn cảnh, thử thách của đói rét, thử thách của cái khó khăn trong rừng rú, bây giờ lại còn cái thử thách của ma quân đó, mà thường thường gọi đó là ma vương đó, tức là loại ma mà ma vua chứ không phải ma thường, không phải như những cái bọn ma mà chết yểu ở đầu gành xó chợ gốc cây gốc cối gì mà tới phá, mà đó là ma mà chúa tể nó tới nó phá ngài. Thì khi mà nó tới nó phá ngài, trước tiên nó khóa ra đủ thứ nào, đầu trâu mặt ngựa, cầm búa cầm gươm giáo đủ thứ, nó bao dây hết khắp ngài. Thì như vậy nếu mà mấy Phật tử bây giờ mà tu mà thấy ma tới thì làm sao, lúc đó làm sao? Thì chắc là một là phải niệm Phật cầu cứu, phải không? Niệm Đức Quan Âm cầu cứu, phải không? Hai là nếu có học con chú nào là liền đem chú là ứng dụng, phải không? Ba là bắt ấn khuyết rồi đánh rồi đó, phải không? Nhưng mà Đức Phật không phải vậy. Những cái đó đều không phải là cái điều mà Đức Phật ngài sử dụng. Khi mà ma nó quá thiên hình vạn trạng, bao dây ngài, bao dây cả cõi cái bồ đề, nó không nghe bảo thầy Phật ngài phải trở về. Nếu mà ngài dám tu nữa thì nó sẽ làm cho thân ngài tan ra tro bụi. Mà lúc đó quý vị nhớ ngài dùng cái gì mà trị nó? Sợ hãi nó tan hơi độc thử. Mà tâm ngài an định rồi, ma nó liền không thấy được ngài để mà nó hại nữa. Ngài nhập định, mà định càng sâu thì tâm càng yên, mà tâm càng yên thì trí càng sáng. Bởi vậy cho nên khi mà ngài nhập định rồi thì bao nhiêu thứ ma nó bao dây rồi mà nó không hại ngài được, rồi cuối cùng nó đều phải rút lui do cái định của ngài mà nó không phá được. Còn mình bây giờ thấy ma như vậy thì sao? Định hay loạn? Quảng hốt lên, phải không? Bởi quảng hốt lên cho nên rồi ma, người ta gọi là ma nó bắt hồn bắt vía đó, là tại quảng quá la lên kinh hãi. Cái kinh hãi đó nó làm cho mình mất hết tinh thần. Còn ngài thấy cái cảnh mà quá khủng khiếp đó thì tự nhiên ngài định tâm lại, mà tâm an định đó, thì mọi cái hung dữ nó đều tan biến. Bây giờ quý Phật tử tập được cái đó không? Bây giờ mấy Phật tử gặp cái gì dữ dằn, cái gì nguy hiểm thì lúc đó tâm mình định hay tâm mình loạn? Bởi tâm loạn cho nên sợ hãi, phải không? Mà càng sợ hãi càng hiểm nguy. Cho nên khi đó Thái tử ngài chỉ còn một cái định tâm thôi. Nhờ cái định tâm mà mọi ma quân nó đều không có động đến ngài được. Đó là một cái điều hết sức là thiết yếu. Như vậy thì chúng ta tu mà quỷ thần nó hãm hại được là tâm chúng ta không định. Nhất là người tu thiền bây giờ, nếu mà quý vị nghe người ta dạy tu thiền á, thì trước khi ngồi thiền phải có cái đọc câu chú gì đó, phải không? Bắt cái ấn gì đó để cho
ma quân nó không dám tới. Thì như vậy đó là mình có sợ ma chưa? Mình có trù ếm nó chưa? Nó chặn tứ phía rồi, rồi mới dám ngồi. Thì đó là để nói đây cái tâm yếu đuối, nhát nhúa của mình, phải không? Quá sợ đi, cho nên ngồi lại cái là lo ấn chú rồi đâu đó, sẵn sàng hết. Cũng như là có để người này tránh cái này, người tránh cái kia giữ cho mình, cho mình yên. À, còn với Đức Phật không có chuyện đó. Ngài ngồi thiền là ngồi thiền, tâm an định thì thôi. À, sau cái trận ma mà nó giả những cái người hung dữ đó, nó phá phách Ngài, Ngài không có động tâm, cho nên nó phá không được. Cuối cùng nó mới chuyển qua cái trường hợp khác, dùng mỹ nữ nó gạt gẫm Ngài. Thì cái mỹ nữ đó nó lại quá ra, nào là bà Gia Du Đà La, nào là những cái người mỹ nữ mà hồi còn ở cung, ở triều đình đó, gần gũi đó, tới than thở với Ngài. À, rồi bao nhiêu mỹ nữ tới than thở, khóc lóc rồi kêu Ngài phải trở về. Thì khi đó đối với vị dùng cái gì trị, thì Ngài dùng trí tuệ đã trị. Cho nên Ngài chỉ quở nhẹ một câu, nói các ngươi hãy đi, các ngươi là những cái tướng hình giả dối, ta không lầm đâu. À, khi mà nói đó là những tướng hình giả dối ta không lầm, thì tự nhiên các cái ma đó nó xấu hổ, nó kéo đi như trời. À, như vậy thì Ngài thắng ma bằng hai cái. Một, Ngài dùng cái chữ là cung thiền định. Hai là kiến trí tuệ. Cung thiền định và kiến trí tuệ để thắng ma quân. À, còn mình bây giờ tu á, thì mình cứ dùng bùa chú, dùng cái này dùng cái kia để thắng, chứ mình không có được thiền định, không được trí tuệ. Thì như vậy trước cảnh hải hùng mà Ngài vẫn an tâm yên định, thì đó cái nghị lực có phi thường không? Cái sức mạnh có phi thường không? À, rồi tới bao nhiêu cái hình ảnh giả dối, quyến rũ, gạt gẫm, Ngài vẫn dùng trí tuệ thấy rõ, không lầm nữa. Thì đó là định và tuệ, là hai cái pháp tu mà Đức Phật phá tất cả ma quân, chứng thành đạo quả. Còn mình bây giờ tu không hiểu được như vậy, cho nên ai ngồi thiền hay là ai muốn tu á, cũng đều lo trước. Bây giờ muốn ngồi thiền phải học cái câu chú nào tụng cho ma nó đừng có dám tới, phải không? Rồi bắt cái ấn gì cho ma nó sợ, vân vân. Đó là cái lối tu nó không phải đúng như cái tinh thần Đức Phật thuở xưa. À, Đức Phật thuở xưa chỉ dùng định tâm và trí tuệ để phá tất cả ma quân. Thì như vậy quý vị thấy, chúng tôi kiểm điểm qua những cái chặng nhỏ trong khi Ngài tu, từ cái khổ hạnh hùng dũng phi thường của Ngài hay không, chắc rằng không ai nghi ngờ cái điều đó nữa. Bởi vì đó là cái sức hùng dũng phi thường, cho nên Ngài mới được sau này gọi là đấng đại hùng, đại lực. Như vậy thì chúng ta hùng thì hùng với kẻ ngoài, hùng với những cái thường, còn gặp những cái cảnh đó chúng ta hùng không nổi. Ví dụ như có nhiều người bình thường á, thì ra dễ anh hùng lắm, mà tới từng lúc đói quá cái thì sao, cái hết anh hùng cũng đưa tay xưng từng giấc cơm, phải không? Còn ví dụ có nhiều người bình thường anh hùng lắm, mà lúc gặp những mỹ nữ đẹp đẽ cái còn anh hùng không, rồi yếu như bột. Ví dụ như Từ Hải hồi xưa vậy đó, phải không? Mà bị Thúy Kiều cái thôi hết anh hùng. Thì có những người anh hùng, nhưng mà khi bị những cái sức bủa dây quá rồi cái thì đâm ra quảng hốt cũng hết anh hùng. Chỉ có người nào tâm an định, trí tuệ sáng suốt, người đó mới có sức mạnh phi thường, mà gọi đó là đại hùng, đại lực. À, chính Đức Phật là con người như vậy, cho nên gọi Ngài là đấng đại hùng, đại lực. À, nói như vậy là tôi nói lúc Ngài tu, bây giờ nói tới lúc Ngài thành đạo rồi, Ngài đi giáo hóa. Khi Ngài đi giáo hóa, chúng ta tưởng thành Phật rồi là an ổn lắm, mọi điều, mọi việc đều như ý. Chứ không ngờ sau khi thành đạo rồi, đi giáo hóa nó vẫn còn có những cái khó khăn, những cái trục trặc. Mà nếu không phải có một sức đại hùng như vậy,
thì không làm sao mà thắng nổi, không làm sao mà yên ổn được. Như có lần Đức Phật ngài đi giáo hóa một vùng đó toàn là người Bà La Môn. Khi tới đó giáo hóa thì những người Phật tử hay là những cái người tín đồ Bà La Môn nghe Phật giáo hóa có lý và chân thật, cho nên họ liền phát nguyện quy y với Phật. Quy y nhiều quá rồi, ông Bà La Môn ổng cảm thấy ổng sắp mất hết đệ tử. Mà thấy sắp mất hết đệ tử thì ổng sao? Ông nổi tức lên. Cho nên một hôm nọ Đức Phật đi thích thịt ở trong làng, thì Đức Phật đi ngang nhà ông, ông thấy ông tức quá, ông chạy ra. Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau. Ông cứ kêu tên Phật, ông chửi. Phật đi bao nhiêu thì đi tới đâu là ông chửi tới đó. Ông chửi từ đầu đường tới cuối đường, ông chửi hoài. Phật cứ lặng thinh đi. Mình bây giờ nghe chửi vài tiếng thì sao? Nếu mà nghe chửi một tiếng còn nhịn nổi, hai ba tiếng là tức là thay mặt lại cự liền, phải không? Còn Phật chửi bao nhiêu chửi, cứ đi đằng sau chửi. Phật đi trước chậm rãi hoài, cứ chậm rãi đi. Thì ổng tức quá, chửi mà không trả lời là một cái tức tối. Cho nên ổng lại ổng, ngài có điếc chăng? Đó Phật. Phật nói không, ta không điếc. Nói ngài không điếc, tại sao tôi chửi ngài không trả lời? Thì Phật liền dùng cái thí dụ. Phật nói giả như ở nhà ông có cái đám giỗ, bạn bè huynh đệ xóm giềng tới dự, sau cái lễ giỗ rồi còn những quà bánh, ông liền gói tặng người này tặng người kia. Mà khi ông đem tặng quà bánh cho người đó, mà nếu họ không nhận thì cái quà đó nó sẽ về ai? Thì ông trả lời dễ lắm, tôi tặng mà không nhận thì về tôi chứ về ai? Đức Phật nói cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận, ta không nhận không biết gì ai, phải không? Thì quý vị thấy, chỉ không nhận thôi, nghe chửi bao nhiêu chửi không thèm nhận thì nó cứ rớt dọc đường hết nè. Chửi ra rớt, chửi tới đâu rớt tới đó, không dính gì với Phật hết trơn á. Còn thưa quý vị, lỗ tai chúng ta làm sao? Nó thính quá, nó nhạy quá, nghe ta nói động tới cái thì nó ngứa ngáy trong này, chịu không nổi, phải không? Cho nên rồi phải nổi tức, nổi giận lên để mà cự với họ. Còn Đức Phật nghe họ chửi, ngài không thọ nhận. Bởi không thọ nhận cho nên ngài an nhiên tự tại, cứ đi đều đều, không sao hết trơn. Mà đi như vậy rồi tới thì ổng tức, chửi mà không nghe trả lời thì càng tức. Càng tức cho nên hỏi ngài thì ngài chỉ trả lời gọn gã có một câu à: ngươi tặng quà người ta không nhận thì về ai? Rồi trả lời nó về tôi. Thì Phật nói ông chửi ta, ta không nhận thì sao? Đó, bao nhiêu đó thì Phật thua, Phật ăn thắng hay là bại. Rồi, như vậy thì quý vị thấy Đức Phật ngài không có cái nghị lực phi thường á, thì nghe chửi dài dài cả một lần dọc một con đường làng như vậy đó, thì ngài có thể im liền được không? Người quán thù khổ vì mình thấy thua nhục, cho nên mình bức xúc, mình khó chịu. Còn ai không thấy hơn thua là quan trọng nữa, thì người đó nằm dài ngủ yên, không còn bận biểu gì hết. Thì quý vị thấy bao nhiêu nó dễ tu và khó. Quý vị cảm thấy khó hay dễ? Đó là đừng bị người ta chửi mà không thấy thua. Như vậy thì cái đó là cái an ổn nhất, phải không? Còn bây giờ mà đa số Phật tử chúng ta cứ than van thế này thế nọ, rồi nói trời tôi sao khổ quá, tôi sao phiền não nhiều quá, là tại cái gì? Tại cái hơn thua đó, phải không? Thấy có hơn, thấy có thua, cho nên mình hơn người ta thì người ta thù ghét mình, tìm cách hại mình. Mình thua người ta thì về mình sầu thảm, bức rứt khổ não. Thì như vậy cho nên đời mình nhiều phiền não. Đã thành Phật rồi đâu phải là yên,
phải không? Đi giáo hóa nó cũng còn bao nhiêu cái đắng cay, bao nhiêu cái khổ sở. Nhưng mà đối với chúng ta gọi đó là đắng cay, khổ sở. Nhưng đối với Đức Phật gọi nó là gì? Thấy nó là cái bình thường, phải không? Thì như vậy quý vị mới thấy, nếu Đức Phật Ngài không có cái sức nhẫn nại mà rất là thâm trầm, rất là mạnh mẽ, tuyệt vời, thì làm sao chịu đựng được trước những cái cảnh mà người ta kêu tên chửi hoài vậy, phải không? Bây giờ trong giới Phật tử mình có ai mà kêu tên mình chửi chừng 3 câu mà vẫn làm thinh được không? Được không? Chắc khó quá, phải không? Người ta chỉ nói xuyên nói xỏ một chút mà cũng còn chịu không nổi, đừng nói là chửi, phải không? Chửi ngay mặt thì cái điều đó khó mà nhịn được. Vậy mà giới Đức Phật Ngài nhịn được. Bây giờ tôi xin hỏi tất cả quý vị, cái giá trị của quý vị sánh với giá trị Đức Phật, quý vị ngang với giá trị Ngài không? Bằng không? Hồi chưa có thành Phật thì trước Ngài là Thái tử, phải không? Ở khi thành Phật rồi là một đấng giác ngộ siêu quần bạc tôn, tức là trên hơn hết. Vậy mà bị người ta chửi, Ngài vẫn nhìn được, vẫn an nhiên. Còn mình thì hạng mình cỡ nào? Vậy mà sao mình không nhịn nổi? Đã nói mình như rơm rác mà mình nhịn không nổi thì sao? Rơm rác là dữ quá, phải không? Thấy thì thấy mình như rơm rác mà rồi mình lại không có hiền, phải không? Như vậy để thấy rằng cái giá trị của Đức Phật ở hai trường hợp, trường hợp ban đầu và trường hợp thành đạo rồi, đều là cái giá trị cao siêu vượt bậc. Mà người ta chửi Ngài, Ngài vẫn lặng thinh, không giận, không buồn. Còn giá trị của chúng ta thì rất là tầm thường, không có gì là cao cả, không có gì là quan trọng. Vậy mà ai động tới thì sao? Vừa la vừa giấy, phải không? Rồi còn nhiều khi đóng ngực tức tới khóc đồ đủ lý chuyện hết, phải không? Bao nhiêu cái hình ảnh tức tối giận dữ nó biểu lộ đầy đủ. Bởi vậy cho nên chúng ta học Phật, cái gương của Ngài ở trước chúng ta thấy rất rõ. Cái gương thứ nhất là cái không thọ là xả, nói gì mà mình không nhận thì nó không có dính, còn nếu mình nhận thì mới dính. Còn cái gương thứ hai là không có thấy hơn thua, không thấy hơn thua thì không có cái gì làm cho mình phải bị phiền não khổ đau. Đó là tôi mới kể hai cái chặn. Bây giờ còn cái chặn thứ ba nữa, cái chặn này thật là gây cấn, tôi nhớ không hết những cái lời đối đáp, tôi đọc lên cho quý vị nghe. Nhưng mà khi đọc cái này thì trước tiên tôi kể câu chuyện nó gây quá, gây hờn lắm. Một hôm nọ Ngài đi giáo hóa, đi giáo hóa tới một cái vùng đó, cái xứ đọc lâu tôi quên tên. Tới cái xứ đó thì trong cái vùng này có một ông bà la môn giàu, sanh chỉ có một đứa con gái, mà cô con gái là sắc đẹp tuyệt trần. Ông tự hào là con mình đẹp không ai bì nổi, cho nên ông mới định chọn một chàng rể cho xứng đáng. Mà chàng rể đó phải đúng như cái lý tưởng mà ông muốn. Ông là một ông bà la môn coi tướng giỏi, cho nên ông cứ ai tới coi con ông coi tướng trước, đủ tướng tốt ông mới chịu gả. Mà bao nhiêu người coi hỏi ông đẹp thê hết, không đủ tướng tốt. Hôm đó Đức Phật Ngài đi khất thực cái vùng đó, rồi ông thấy Đức Phật đi cái ông non theo, ông thấy Ngài tướng tốt quá, ông mừng, ông nói người này mà được làm rể mình thì thôi tuyệt, sau này thế nào cũng làm vua mà cũng cai trị khắp hết. Nếu nói theo cái ngôn ngữ Trung Hoa thì nó sẽ là bậc thiên tử của các chư hầu, còn nói theo cái ngôn ngữ Ấn Độ thì nó sẽ là trưởng luân thánh vương để cai trị hết các nước. Thì khi ông nghĩ như vậy rồi thì ông đi lo cho Phật. Phật tới khách thực xong, tới với cội cây, Ngài dừng lại trải tọa cụ ngồi ăn cơm. Ngài ngồi ăn cơm thì ông
mừng lắm, chạy về ông kêu bà vợ ông, nói bà, tôi mới chọn được một người xứng đáng làm rể của mình, có đủ thứ tốt hết. Bây giờ thôi bà với tôi ra để mời cái ông ấy về nhà mình gả con cho ông. Thì hai ông bà đinh ninh rằng nói tới con gái của ông á thì ai cũng phải mến, ai cũng phải thương, vì con gái của ông đẹp quá mà. Cho nên hai ông bà dẫn ra chỗ Đức Phật, chờ Đức Phật thọ trai xong xuôi rồi, cái hai ông bà lại chào ngài. Chào ngài mới nói rằng tôi thấy ông có tướng tốt, mà ở nhà tôi có một đứa con gái tuyệt đẹp, nhà tôi giàu mà chỉ có một đứa con một mà đẹp tuyệt trần. Bây giờ nếu ông chịu, tôi sẽ gả cho ông, mời ông về nhà coi là tôi gả con tôi cho ông. Nghĩa là con tôi đẹp không ai bị nổi. Ông tán chừng. Cái Đức Phật nghe vậy Phật cười, Phật mới nói tất cả cái đẹp đẽ mỹ miều của con người đó, đó chỉ là cái dáng bên ngoài, không có thiệt, chẳng qua là một cái đãi da đựng toàn những đồ hôi thối chứ có gì đâu mà đẹp. Ông nói vậy cho nên tôi là đã thấy rõ điều đó rồi, tôi đã giác ngộ rồi, tôi không thể chấp nhận lời ông mời được. Hai ông bà buồn quá, gã này, cái ông này ông chê mình là cái đãi da hôi thối, cái tự ái bà. Bà nổi tự ái lên, bà nghĩ rằng làm sao trả thù được cái ông sa môn này mới được. Bây giờ làm sao trả thù? Thì ông có ôm cái hạnh đó, với ôm cái hạnh đó cho nên trong có cơ hội để ông sẽ trả được cái thù. Mà bà nghĩ rằng cái thù đó suốt đời bà không quên, giống khi bà là cái đãi da hồi túi. Do đó cho nên sau này được một vị hoàng tử ở gần đó cưới cô về, thì thời gian cái vua cha chế hoàng tử lên ngôi làm vua, thì bà làm hoàng hậu. Thì khi làm hoàng hậu rồi thì bà nghĩ rằng bà có cơ hội trả thù. Rồi bất thành một hôm Đức Phật và ngài A Nan hai thầy trò đi thích thịt, đi ngay tới cái vùng mà xứ sở của bà. Khi mà tới xứ sở bà thì bà nghe rằng Đức Phật đi tới đó để mà quá đạo, thì bà nói đây là cơ hội tốt để bà trả thù. Cho nên bà mới mướn hết những cái bọn côn đồ du đảng gì đó đông vô kể, nghe đón cái đường nào mà Phật đi đó, đi tới đó chặn đường. Nghĩa là gặp Phật thì kẻ mắng người chửi làm nhục sao mà cho ngài không còn mặt mũi nào đi tới được nữa. Rồi chuẩn bị sẵn sàng, đúng đây, đúng lúc mà Phật đi. Đây tôi kể lại cái đoạn này, đọc lại từ chặn cho quý vị thấy. Đức Phật cùng A Nan du quá qua vùng Kosambi, gặp những tên côn đồ đó ngài bằng một trận chào thô tục. Đấng đạo sư điềm nhiên đi qua như không có chuyện gì, tức là chửi mới om sòm và Phật cứ lặng lẽ đi coi như không có gì hết. Tôn giả A Nan không kham nhẫn nổi bạch Phật, tức là ngài A Nan lúc đó tối mặt tối mày, chửi quá chịu hết nổi rồi. Liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng ta đi về thôi. Bây giờ đi tới đây mà chửi quá thôi, giờ mình về, thầy trò mình về. Thì Phật mới bảo: về đâu? Hỏi A Nan. Bây giờ về đâu? Ngài A Nan kia: chúng ta đi đến một thành phố khác như là thành Đệ Xá chẳng hạn. Phật bảo: nếu nơi ấy cư dân lại đón tiếp thầy trò mình y hệt nơi đây thì ông nghĩ sao A Nan? Nếu tới đó mà cũng chửi với mình như ở đây thì đó ông mới nghĩ sao? Ông tính đi đâu? Thưa ngài A Nan, thưa chúng ta sẽ đi qua thành Hoa Thị. Tức là bây giờ nếu ở cái thành Đề Xá mà họ chửi mình nữa thì thôi thôi, mình dẫn thầy trò dẫn qua thành Hoa Thị. Thì Phật bảo: nếu tình trạng tôi
của chúng ta sẽ đi và sẽ đến những nơi nào mà người ta không bạc đãi mình, như là thành Vương Xá, thành Tỳ Xá Ly chẳng hạn. Bây giờ mình từ chỗ nào mà không bạc đãi, không chửi mình đó, mình tới đó mình giống quá, như là thành Vương Xá nè, thành Tỳ Xá Ly. Đức Phật mới hỏi: này A Nan, tại sao cư dân các thành phố đó lại ưu ái và ân cần với thầy trò mình? A Nan thưa vì họ đã nghe pháp, hiểu pháp, đã có trí huệ, đã biết đâu là hành động lành, đâu là hành động dữ, nên rất khát ngưỡng được chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Đó là cái bảo này chửi thì bây giờ mình ở đó làm gì chứ, cái gì mà ở thành cái cây dưới cái ngã nan nghe cũng hợp lý. Phật bảo: này A Nan, một người bị bệnh nặng, thân lẫn tâm đều xúc não thống khổ, không thể nào có những tâm niệm, ngôn ngữ và hành vi như một người bình thường được. Vị lương y phải tận tâm cứu chữa, không sao xuyến vì lời nói và cử chỉ bất nhã của bệnh nhân. Cho đến bao giờ thấy rằng cư dân vùng này thật sự không còn cần đến Như Lai nữa, Như Lai sẽ đi ngang. Thì Ngài nói quá từ bi, nghĩa là người bệnh nhân khi họ bị bệnh thì họ bị xúc não, họ đau đớn trong thân họ, rồi trong tâm họ nó bị dày dò đau đớn, cho nên ngôn ngữ hành động họ không tốt, nó không có đẹp đẽ. Thì cũng như vậy, thì bởi vì dân chúng ở đây họ chưa có biết đạo, họ si mê, họ tối tâm mù mịt, họ tạo nghiệp ác, cho nên rồi họ cũng như người bệnh nặng. Làm sao mà tìm được cái lời nói lành, tìm được cái hành cử chỉ tốt được? Bởi vậy cho nên Phật không chấp những lời nói dữ, những hành động xấu của họ, mà Ngài sẵn sàng, Ngài giáo hóa. Chỉ chừng nào họ từ chối sự giáo hóa của Ngài, chừng đó Ngài sẽ đi. Họ từ chối, nghe Ngài tới giáo hóa mà họ từ chối, họ không chịu nghe đó, chừng đó Ngài sẽ đi. Ngay lúc đó, tên Chúa Trồng Chú Đã liền bước ra nói: thưa Sa Môn Cù Đàm, con xin đại diện cho cư dân vùng này và bọn chúng con xin lỗi Ngài. Qua câu chuyện đối đáp giữa thầy trò của Ngài, chúng con vô cùng hối hận. Vậy xin Ngài Cù Đàm hãy ở lại đây để dạy dỗ chúng con, những bệnh nhân đang hấp hối. Thì ta cho họ mới thức tỉnh, họ mới thấy là họ là những người bệnh nhân trầm trọng, xin Ngài ở lại giáo hóa dùng, dạy dỗ dùng. Như vậy thì quý vị thấy, qua cái câu chuyện đối đáp số người như vậy, thì nếu mà cái người có một chút tự ái, ích kỷ, vị kỷ, thì không kham ở mà nghe được chuyện đó. Nhưng với Ngài thì Ngài kham hết, Ngài chịu đựng hết, và Ngài cảm thấy họ như là những người bệnh nặng, họ đương bị khổ sở ở trong thân, khổ sở trong tâm, bức rứt quá rồi mà nó vậy, đáng thương thôi chứ không đáng giận. Đó, như vậy thì chính vì những người đó họ chưa biết đạo, họ quá si mê, họ bị đau khổ trong hiện đời và kể cả đời sau nữa, cho nên Phật thấy trách nhiệm Ngài phải đến đó mà giáo hóa, phải chịu đựng để giáo hóa họ. Chỗ đó đáng cho Ngài giáo hóa chứ không đáng cho Ngài tránh né. Thì như vậy đó mới thấy cái lòng từ bi của Ngài trải khắp mọi người. Người biết đạo mến kính Ngài, Ngài cũng giáo hóa. Người không biết đạo chửi với Ngài, Ngài lại càng thương hơn, càng nghĩ tới giáo hóa họ hơn. Thì như vậy không phải lòng đại từ đại bi là gì. Đây là kết quả. Một tuần lễ sau, dân chúng thành A Du lại cư xử với đấng đạo sư như cư dân thành Vương Xá, thành Tỳ Xá Ly. Chỉ trong vòng tuần lễ thì họ liền chuyển biến những tâm hồn xấu xa đen tối trở thành những con người tốt, giống như đệ tử của Ngài đã giáo hóa,
ở thành Tỳ Xá Ly và Vương Xá Vệ. Thì như vậy thì quý vị mới thấy hình ảnh của Đức Phật, từ cái hình ảnh khi Ngài đi tu, rồi cái hình ảnh khi Ngài thành đạo rồi đi giáo hóa, đủ minh chứng cho chúng ta thấy cái đời Ngài là đủ cái nghị lực phi thường, cho nên gọi Ngài là đại hùng, đại lực. Và chính Ngài bao giờ cũng nghĩ tới những chúng sinh đau khổ, cho nên gọi đó là đại từ bi, phải không? Còn chúng ta bây giờ thì sao? Mình gọi là đại gì? Đại hùng không? Hay là đại thánh? Nhiều người nói cái sân to quá, phải không? Thì như vậy thì cũng nổi nóng, tất cả cũng la, cũng bực bội. Đó là để nói lên cái mình chưa có sức đại hùng. Rồi mọi cái việc làm của chúng ta luôn luôn vị kỷ, nghĩa là cái chỗ nào được lợi cho mình nhiều, có ích cho mình nhiều thì chỗ đó mình thích, phải không? Dễ dàng, phương tiện, giúp cho mình tiện thì mình chịu chỗ đó. Chỗ nào khó khăn, kẻ nào hung dữ với mình thì mình lại ghét bỏ, mình không ưa, phải không? Như vậy thì để thấy chúng ta vì cái lòng vị kỷ quá nặng, cho nên chúng ta không kham chịu những cái kẻ hung dữ đối với mình. Ngược lại, Đức Phật, họ càng hung dữ với Ngài thì Ngài lại càng thương họ, cho họ là những người bệnh nhân trầm trọng, đáng cứu, đáng giúp. Như vậy thì tôi kiểm điểm lại trong mấy chặng đường mà của Đức Phật trong lúc tu cũng như cái lúc mà quá đạo, cho quý vị nhớ. Điểm thứ nhất là khi tu Ngài khổ hạnh cho tới thân thể mòn mỏi ngất xỉu, và cả năm trời khổ hạnh như vậy, thì thấy sức chịu đựng của Ngài là sức phi thường. Rồi chặng đường thứ hai là tới với cội Bồ Đề, Ngài chỉ cái tòa thề rằng ngồi nơi đây không đạt đạo, dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi chỗ ngồi này, nhất định phải đạt đạo mới đi, không đạt đạo thà chết. Thì đó là cái ý chí phi thường, cái khí phách của con người có đầy đủ hùng lực chứ không phải yếu đuối tầm thường. Đó, như vậy thì khi mà đã có cái ý chí đó, Ngài quyết chí tu chỉ trong 49 ngày đêm. Thì tới đêm 49 bị ma vương nó dùng mọi cái thủ thuật, nào là khủng bố, nào là lừa bịp để dụ dỗ Ngài, nhưng Ngài đều không động tâm, không sợ sệt và cũng không có bị nó lừa gạt. Thì như vậy để thấy rằng con người của Ngài trong lúc tu đâu có phải là dễ dàng, phải không? Chịu khổ cực trong lúc khổ hạnh, rồi chịu phải có bố trí can đảm quyết tu, hoặc là sống hoặc là chết, chứ không có bỏ. Thành Phật rồi nói ai cũng nghe ăn chắc hết, phải không? Thành Phật rồi đi giáo hóa, bởi vì tất cả dân chúng lúc đó, thời đó chưa có ai biết Phật pháp là gì, cho nên Ngài đi tới đâu cũng toàn là dân ngoại đạo, mà Ngài phải chịu đựng với những cái thử thách của ngoại đạo, rồi chịu đựng những cái chửi bới của ngoại đạo, mà Ngài vẫn không có nản lòng, không có thối chí, mà trên đường truyền đạo Ngài vẫn tiếp tục mãi mãi cho tới khi mà nhắm mắt mới thôi. Thì quý vị mới thấy cái sức chịu đựng của Ngài có phải là cái sức phi thường hay không. Cho nên chúng ta kính Ngài mà tôn xưng là đấng đại hùng, đấng đại lực, phải không? Đại từ bi, đó là cái điều không phải là quá đáng, mà đó là một sự thật. Bởi vì Ngài đã quá thương chúng sinh, nghĩa là đã đạo rồi, đủ phần mình giải thoát cho mình rồi, mà nghĩ tới người, nghĩ chúng sanh bệnh hoạn, phải lo cho họ nữa, phải giải thoát cho họ nữa, chứ không có yên lòng tự mãn cho mình. Đó là cái điều mà do cái lòng đại bi của Ngài mới làm được. Chứ nếu không có lòng đại bi đó thì làm sao mà dám lăn xả vào trong những cái cảnh khó khăn, chịu đựng những cái cảnh mà người ta chửi bới, nhục mạ. Đó, thì như vậy từ cái
chửi bới của người Bà La Môn, mà ngài nhịn, ngài chỉ nói rằng ngài không thọ, không thọ thì mọi việc nó không dính với ngài. Rồi chửi bới cho người khác, ngài nói ngài không thấy có hơn thua, cho nên ngài y ổn, phải không? Không thọ nè, không thấy hơn thua là hai cái điểm mà tất cả Phật tử chúng ta phải học, phải học không? Cho nên người ta thường cũng trong kinh có những cái đoạn nói người giữ mắng chửi người hiền giống như là nắm bụi mà ném ngược gió. Ném ngược gió thì sao? Nắm bụi mà quăng người ta, định cho bụi nó phủ trên đầu họ, mà bởi ngược gió nó phủ đầu ai? Nó phủ đầu mình đó. Thì cũng như vậy đó, cái người hiền không có nhận chửi, mình không có nhận thì giống người ta có chửi mình giống như nắm bụi mà ném ngược gió vậy. Thì quý vị thấy tóm thở không phải sao? Chứ tấm cho nên rồi bữa nay trả thù cũng được, mai mốt trả thù. Đó là cái thọ, từ cái thọ đó mà nó đâm quán hơn thù hăng. Còn ngài nghĩa là nói mà không thọ, trời không thọ cho nên không dính gì với ngài. Cũng một cái ví dụ khác trong kinh Phật nói, nghĩa là người giữ mắng chửi người hiền giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Đó, mình thấy ví dụ như có người nào đó họ thấy đang phơi lúa, bây giờ thấy kiểu mưa tích quá, mưa này ướt lúa mình hết, cái giận quá ngửa mặt lên trời phun nước bọt cho dơ cái đám mây tránh đi. Nhưng mà dơ đám mây hay dơ cái gì? Dơ cái mặt của mình, nó phủ trở xuống. Cho nên chúng ta mới thấy cái người giữ xử sự xấu với người hiền, nếu chúng ta là hiền thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta đừng nhận, phải không? Họ chửi mà mình cứ cho nó rớt hết thì đừng giúp, thì đó là chúng ta hiền. Còn nếu chúng ta nhận thì chúng ta hiền hay giữ? Nhận cái quạo lại cái tức tối thì tất nhiên có trả thù, đó là trở thành giữ rồi. Cho nên nhiều Phật tử bình thường thì tỏ ra rất là hiền lành, ngoan đạo, nhưng mà động tới cái thì sao? Động tới thì hung dữ trả lại. Nếu có ai nói rằng chị tu thì còn dữ quá, nói mình không có dữ nó ăn hiếp, thành ra phải dữ để mà trả lại để cho ta khỏi ăn hiếp. Hay là nói cái khác, nói mình nhịn nó quá, nó nói mình ngu, phải không? Quý vị có thấy vậy không? Thì như vậy quý vị nhìn trong hai trường hợp chửi Phật mà Phật không trả lời đó, Phật có ngu không? Ngu không? Phật đâu có ngu, phải không? Rồi trong hai trường hợp đó, người ta chửi Phật mà Phật không nhận đó, Phật có là thua, Phật có yếu đuối hay không? Đâu có yếu đuối, phải không? Như vậy thì nhịn không có nghĩa là thua, nhịn không có nghĩa là yếu đuối, mà nhịn là một sức mạnh thắng mình. Bởi vậy cho nên cái người biết tu là cái người phải thắng mình. Thắng mình là cái bước đầu của sự tu. Chứ đừng nghĩ tu để là làm cái cúng đó, thì người nào mà nghèo lắm thì khó làm, khó thì cúng nhiều khó, chứ còn nếu mà nghèo lắm cúng tịnh xong cũng dễ thôi, phải không? Còn khá nữa thì nghe làm những chuyện đó mình làm được. Nghe nói cái chùa nè, đốc tượng Phật nè, này kia đó, mình cúng thấy cái bộ dễ, làm đạo gì dễ. Mà biểu mình phải dẹp cái nóng giận, dẹp cái tham lam, cái đó dễ được không? Cái đó rồi ai cũng thôi đấy, chuyện đó là cúng chùa có phước, phải không? Còn cái chuyện này thông thả. Nhưng mà Phật bảo mình phải tu ở trong này trước chứ. Cái trong nó là cái gốc. Phật sở dĩ thành Phật được là ngài thắng ngài trước, phải không? Chứ đâu phải ngài đi làm phước trước. Chính ngài dẹp hết phiền não, ngài thắng được mọi cái bực bội xấu xa trong lòng mình, được an nhiên trong cái đại định. Cho nên rồi mọi cái cảnh nào là khổ, nào là khó, nào là khủng khiếp, ngài đều bình an tự tại. Nhờ vậy cho nên ngài mới tới thành Phật, phải không? Tới thành Phật rồi mới đi giáo hóa,
Bây giờ quý Phật tử tu cũng phải nhớ, tu là quay lại sửa những cái dở, cái xấu của mình trước. Còn cái chuyện làm Phật tử bên ngoài là tùy duyên, đừng đặt cái đó là cái tu. Mà cái tu là cái phải sửa, phải chuyển đổi những cái xấu, cái dở. Cái nóng là xấu là tốt, sao? Cái tham lam là xấu là tốt, sao? Rồi ở như cái thờ, cái giận của mình xấu là tốt, xấu là trời. Thì những cái đó đã bỏ đi, đó là đồ xấu phải bỏ, phải không? Bỏ được mấy cái đó, đó là tu. Mà tu như vậy đó mới là thiệt tu. Chứ còn không thì chúng ta đi chùa 5 năm, 10 năm cho tới khi quy y hồi nhỏ, bây giờ già đầu bạc mà nóng giận cũng còn y nguyên, hung dữ cũng còn y nguyên, thì nói tôi tu sao có kết quả gì hết. Đó là lỗi tại ai? Tại mình không biết tu, phải không? Nghĩa là tháng nào cũng đi chùa, cũng cúng chùa mà cái xấu mình không chừa, cái dở mình không bỏ, thì cái tu không tiến được. Nên quý Phật tử phải biết rõ, mình tu là học theo cái gương của Phật. Những cái gì Phật đã thực hiện đó, chúng ta nghe, nhắc lại, rồi chúng ta ứng dụng. Thì do đó, cho nên hôm nay là cái ngày Phật đản sanh, nói theo danh từ thường là ngày vía Phật, phải không? Thì chúng tôi không có những cái nghi lễ long trọng lắm, nhưng mà chúng tôi cốt nhắc cho quý Phật tử nhớ lại những cái hành động cao cả của Đức Phật ngày xưa, nơi chúng ta nhớ hung đúc để thành một cái tâm trạng có được cái đức tính tốt như Ngài. Lúc nào cũng nhớ những hành động của Ngài để mà khắc ghi trong tâm mình. Gặp những cảnh khó nhịn, khó xử, mình nhịn được, xử được. Gặp những cảnh mà nó phải nhiều phiền não, bực bội mà mình vẫn bình thản an nhiên. Gặp cái cảnh phải hãi hùng, kinh sợ mà vẫn bình tĩnh. Đó là cái đức tính quan trọng của người Phật tử. Mà đức tính đó nếu thành tựu viên mãn như Đức Phật thì gọi đó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Còn nếu không thành tựu thì không thành mấy cái đó, phải không? Cho nên rồi, không nên quý vị nghĩ chỉ có Đức Phật mới làm được những điều đó, còn mình phàm phu làm không được. Đừng dành cái đó cho Phật, mà phải nghĩ Phật là thầy, Phật là cha, chúng ta là đệ tử, là con. Thì cha làm được, con cũng làm được, thầy làm được thì trò cũng làm được, phải không? Nghĩa là ông thầy mình làm được thì mình cũng làm được, tại sao mình lại dành chuyện đó cho ông thầy, phải không? Thế gian thiếu gì ông thầy có bằng tiến sĩ dạy học trò, học trò học cũng có thể tới tiến sĩ vậy, phải không? Chứ đâu phải chỉ có bằng tiến sĩ dành cho ông thầy mình thôi. Thì chúng ta tu cũng vậy, Phật không phải là cái ngôi vị chỉ riêng cho Đức Phật, mà chỉ cho người giác ngộ viên mãn, mà người đó ai cũng có thể làm được hết. Bởi vậy cho nên chúng tôi hay là tất cả các nơi đều dùng cái danh từ gọi là nhắc nhở chung cho quý vị đó. Gọi quý vị là gì? Là Phật tử, là con của Phật, phải không? Con của Phật thì nhất định phải làm giống như Phật, phải không? Chứ không thể con của Phật mà giống như những cái nhà nói rằng cha làm thầy, con sao đó, con bán sách. Nghĩa là con chỉ đem sách của cha bán hết, chứ còn không có làm gì. Có đủ những cái điều kiện tốt đẹp như vậy, cái tư cách sáng sủa như vậy, thì chúng ta cũng phải học theo, cố gắng làm theo, để chúng ta cũng được cái tốt như Ngài. Thì như vậy đó là chúng ta tu. Chứ còn đừng dành cái phần đó cho Phật, còn chúng ta thì để chúng ta làm chuyện của kẻ hòm hư hoài. Không phải vậy, phải không? Chúng ta sẽ tiến lên lần, chúng ta là con, rồi từ từ chúng ta sẽ kế nghiệp của Ngài, phải không? Do đó cho nên nhắc nhở tới cái hình ảnh Đức Phật, cái gương sáng của Ngài, là muốn nhắc nhở cho quý Phật tử ứng dụng tu để rồi cùng tiến đến cái chỗ tốt đẹp như Ngài. Chứ không phải nhắc Ngài để mình nghe rồi mình hãnh diện là ông thầy mình quá hay, còn mình thì thôi, không có nghĩ tới, thì cái đó không được, cái đó là thiếu bổn phận. Như vậy thì hôm nay tôi có những cái lời nhắc nhở cho quý vị nghe.
trước là nhắc lại sự tích của Đức Phật trong những trường hợp đặc biệt, kế đó là nhắc nhở quý vị chúng ta là đệ tử Ngài thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để làm cho giống một người con của Phật, giống một người đệ tử xứng đáng kế thừa sự nghiệp của Ngài. Đó là trách nhiệm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca đạo lý thiền, gọi đó là tham thiền. Bây giờ đây biết rằng trong quý Phật tử cũng có những người có nghiên cứu về thiền, mà cũng có một số chưa từng nghiên cứu về thiền. Vậy nên cái đây chỉ tham vấn mà chưa gọi là tham thiền. Thì tham vấn trong cái phần giáo lý, tùy quý vị muốn hỏi cái điều nào mà đang thắc mắc ở trong lòng, hoặc là đang tu có những cái khó khăn, thì quý vị hỏi thì tôi sẽ giải đáp tùy theo cái chỗ mà cho quý vị hiểu để tu hành khỏi có trở ngại. Vì là tham vấn cho nên tất cả ngồi ở trong này để rồi có mặt hỏi cho nên tiện, chứ nếu ngồi ngoài rồi muốn hỏi không biết làm sao. Vậy nên quý vị ngồi gần ở trên để cần hỏi gì cứ hỏi, để cho nó một tiếng rưỡi đồng hồ cho nó đầy đủ. Bây giờ tới phần của quý đạo hữu đó, cho tùy theo thứ tự hỏi đi. Con rất là bất khỏi, nhưng mà có chuyện gì gặp tôi cũng muốn mở tổ nói chuyện với Đức Phật, thì có lúc mà mở tổ nói chuyện với Đại Sư, thì mở tổ cho mình Đại Sư xin chúc con. Ông thành chức mảnh đó, biết thích, ông nói chuyện với con đó, là chân tiết, ngọt nói chuyện với con. Thì cái tiếng sư tử con cũng có thể là châm biếm, mà cũng có thể là cái lời nói để mà xác nhận cái người ở trong tông môn. Nếu là cái người không có tư cách gì, không hiểu biết gì về thiền mà nói qua qua thế này thế kia thì người ta kêu sư tử con đó là châm biếm, nghĩa là không xứng đáng. Còn nếu quý đạo hữu không biết ở cái vực nào tôi có được phép để cho quý vị mỗi người ta nếu nói chuyện với tôi thì tôi biết rõ, phải nói chuyện với ông sư tử thành ra không biết ở trong đó quý vị hay hay dở mà không nói câu cho ba gậy thôi, thành ra tôi không phải là đương sự cho nên là tôi chưa giải quyết được cái đó. Qua hồi sáng thầy có một sự giảng về cái bài giảng về cái sắc thân á, tuy nhiên thì cuối cùng của cái bài nói nó có cái bài kệ, và cái quán kiến là thầy chưa giảng cái bài kệ thì con không biết thuộc hết, nhưng mà
thức nghe thầy đọc chuyện đó thế là vô vị chân nhân đó ao thì kể đó thì tôi không nhớ hết, nhưng mà đều cái câu vô vị chân nhân nha thì nó là cái lời của Tổ Lâm Tế. Vì Tổ Lâm Tế nói về vô vị chân nhân, vô vị chân nhân tức là để chỉ cho nơi người nào cũng có cái chân thật đó. Nhưng mà giờ tôi nói chỉ vô vị trước, vô vị tức là không có ngôi vị, tức là không có chỗ nơi, không có cấp bậc. Chân nhân là cái người chân thật, cái người chân thật mà không có chỗ nơi, không có tựa nương, không có vô vị. Còn cái không chỗ nơi, không nương tựa thì không có hình tướng, mà không hình tướng thì không giới hạn. Thì thầm biết rằng chân nhân là cái người không có hình tướng, không có giới hạn. Mà không hình tướng, không giới hạn thì không có vô thường, không có sinh diệt. Đại khái gì vậy? Bởi vì nhiều khi những cái câu kệ mà mình muốn hỏi thì phải đọc lại đủ câu á thì nó dễ. Còn đây mình hỏi có nước chừng rồi chỉ có giải thích cái danh từ đó vậy thôi, chứ không có nói hết cái ý của bài kệ được. Nếu mà nói có ngã thì luân hồi thì cũng không hợp lý. Bởi vô ngã cho nên mới luân hồi. Tại sao? Ngã là ta, mà nhất là cái chấp ngã của Ấn Độ cũng na ná với cái chấp ngã của Việt Nam mình. Vì Ấn Độ thì gọi đó là thành ngã, còn Việt Nam mình thì gọi là linh hồn. Mà linh hồn tức là cái hồn sáng suốt, chữ linh là sáng. Mà cái hồn sáng suốt thì mình là người có một cái linh hồn người sáng suốt, thì chết ít ra cũng lựa cái chỗ bằng, chỗ cũ hoặc hơn, chứ đâu có đi cái chỗ xấu, chỗ thấp làm chi. Phải không? Vì mình sáng mà, giữ chọn lựa thì đâu có lý đi vô những cái chỗ xấu. Ở thần ngã bên kia cũng vậy, thấy có một cái ta chân thật ở trong đó, không sanh không diệt. Nhưng mà cái ta chân thật đó gọi đó là thần ngã. Nhưng mà đã có cái ta chân thật rồi thì tại sao mà bỏ thân này qua thân kia? Mà lẽ ra cái ta đó thì phải đi từ những cái thân là con người, rồi tiến từ từ lên cao cao lên mới hợp lý, phải không? Đã là không ta, không ta thì cái gì để tiếp tục sinh trở lại, phải không? À, cái gì tiếp tục sinh trở lại thì trong nhà Phật gọi là thần thức. Cái thức là cái mà trong 12 nhân duyên đó, hành duyên thức đó, nhớ không? À, thì cái thức là cái biết, mà cái biết đó nó lại tùy theo cái duyên quân tập của mình. Nếu mình quân tập những cái hay, cái cao siêu thì cái biết đó nó tăng trưởng thành hay, thành tốt, thành nó tiến lên những con đường lành. Còn nếu mình quân tập những cái xấu, cái dở thì nó trở thành dở, thành thấp, mình đi trong con đường dữ. Thì bây giờ như quý Phật tử thấy, hiện tại tâm thức của mình nó có biến chuyển hay không? Thành nó nói thức là nói cái biến chuyển, biến chuyển mà không hết, phải không? Ví dụ như hồi thuở nhỏ có một người sinh ra
ở trong gia đình rất mẫu mực, dạy dỗ đàng hoàng, lễ phép trang nghiêm, nhưng mà vô phước cha mẹ mất sớm, rồi phải lang thang sống với những cái người bụi đời, rồi nó tập theo những cái thói bụi đời, thì từ đó về sau nó lại có những cái tư tưởng xấu dở. Thì như vậy trước kia nó có những cái tâm tư tốt do sự quân tập của gia đình, rồi sau này mất cái sự quân tập tốt đó lại bị cái quân tập xấu, quân tập xấu thì nó lại trở thành xấu. Thì như vậy cái thức của thở trước và cái thức của thở sau, cái thức đó nó luôn luôn là đổi thay, phải không? Nó có thể từ xấu, từ tốt nó chuyển thành xấu, cũng có thể từ xấu nó chuyển thành tốt. Như vậy mới tu. Còn cái ngã cố định tu cái gì nữa, phải không? Nếu cái ta cố định như vậy thì tu cũng không lên, mà không tu cũng không xuống. Còn cái thức nó theo nghiệp mà chuyển biến. Bởi theo nghiệp chuyển biến, ngồi trong nhà Phật nói cái dòng nghiệp thức nó sinh diệt mà không có đứt đoạn. Cho nên nó sinh diệt nó không phải là thường, không liên tục trong đứt đoạn, cho nên không phải là đoạn. Cho nên trong nhà Phật thường dùng cái thí dụ như mình đốt đèn, mình đốt đèn dầu, khi cái tim đèn cháy mình thấy là một ngọn lửa từ đầu hôm tới khi một, phải không, một ngọn lửa. Nhưng mà đi tế nhị ở trong đó, nó là rút từng hạt dầu liên tục ở dưới lên, cho nên mình đốt tới khi cái dầu nó cạn, phải không? Thì như vậy nói là một ngọn lửa, chứ trong đó nó sinh diệt luôn, từng cháy từng hạt dầu, rồi tắt tắt rồi cháy, nó liên tục liên tục. Mình không thấy được sự liên tục, mình tưởng là một, chứ sự thực nó là một dòng liên tục. Bởi dòng liên tục cho nên không nói một mà không nói khác, mà cũng không nói thường, không nói đoạn. Nghĩa là sinh diệt cho nên không phải thường, mà liên tục cho nên không phải đoạn. Đó là cái dòng nghiệp thức. Bởi vậy cho nên mình mất thân này rồi thì nó liên tục dẫn tới chỗ khác, rồi chỗ khác chết liên tục dẫn tới chỗ khác, tùy theo cái nghiệp duyên mình quấn, mình vun tu, mình tạo tác, rồi nó theo đó nó dẫn mình tới chỗ lành, tới chỗ dữ. Cho nên nhiều khi mới nghe thì quý Phật tử thấy lạ, nó không có cái ta thiệt mà tại sao lại có luân hồi. Nhưng nếu có cái ta thiệt cố định thì đâu nói gì luân hồi, phải không? Nó là một cái gì cố định rồi. Còn cái này bởi nó không cố định, làm dòng nghiệp thức đổi thay, cho nên mình khéo tạo những cái hay cái tốt thì nó chuyển lên hay tốt, mình không khéo tạo thì nó chuyển thành xấu dở. Tôi nói thí dụ như thường hay dụ đó, nghĩa là nước nếu nó ở cái độ khoảng 15, 17 thì nước vẫn là nước, phải không? Còn nếu mà tới độ mà 8, 90 trở lên thì nước nó đi đâu? À, bốc hơi. Rồi nước bốc hơi rồi, rồi nước bốc hơi hết chưa? À, như vậy thì nước nó tùy duyên, có thể là bốc hơi, có thể là nó cô động lại. À, như vậy nước không hết. Bây giờ người ta hỏi nước nhất định đi đâu? Nước nó tùy duyên, phải không? Nước tùy duyên, nếu giữ cái độ trung bình thì nước mãi mãi là nước. Còn nếu nóng thì nước biến thành hơi, bốc thành hơi. Lạnh thì nước trở thành khối. Thì như vậy nước nó tùy duyên mà chuyển biến. Chuyển biến mà có mất không? Không mất. Đó, như vậy để thấy cái dòng tâm thức thì cũng vậy, tùy duyên tạo nghiệp, làm duyên làm thì nó chuyển các quả lành, nghiệp ác duyên ác thì nó chuyển các quả ác, chuyển mà không mất. Đó, đó là cái ý nghĩa luân hồi của đạo Phật nói, mà cũng là vô ngã, bởi vì nó không có cái ta cố định. Bởi không cố định cho nên nó chuyển biến được, nếu cố định thì thôi nó chuyển biến, phải không?
Đúng vậy, mà thường thường hồi xưa tôi cũng có cái mặc cảm đó. Tôi nói sao mà Phật lại lấy cái thuyết luân hồi của Bà La Môn? Thì bây giờ mình nghiên cứu khoa học thì mình thấy những cái nhà khoa học trước họ có những cái hay, rồi những cái nhà khoa học sau phát minh được những cái mới. Nhưng mà những cái hay trước mà nó đúng sự thật á, thì nhà khoa học sau có phủ nhận không? Như vậy thì cái sau này tuy mình có những cái tiếng khác, nhưng mà cái gì trước đúng mình cũng phải thừa nhận là đúng, phải không? Đức Phật là một con người rất là cởi mở, cái gì trước hay thì ngài dùng, cái nào trước sai thì ngài bỏ. Như vậy đúng có nghĩa là mình không có phủ nhận tất cả cái gì trước, cái gì là xưa, mà dùng tất cả, mà dùng trong cái chọn lọc, phải không? Cái gì không phải là bỏ, cái nào phải thì lấy. Bởi vậy cho nên lý luân hồi nó hợp lý, và thấy đúng là phải dùng. Vô cái lý thành nhã là sai thì phất bỏ. Thì như vậy cái đó nó cũng không có gì buồn. Không sợ. Chứ còn nếu mình cứ sợ hoài thì cái lo âu sợ sệt đó làm cho tâm rối loạn. Rối loạn cũng là cái khó tu. Như vậy thì có trường hợp nói sợ, mà có trường hợp nói cho đừng sợ. Thì tùy theo cái căn cơ của mỗi người, chứ nó không phải là nhất định. Còn nữa hết. Việc đó là cũng đáng thắc mắc. Đạo hữu thắc mắc rằng ông Vàng Long Quẩn sau khi ngộ đạo rồi của cải ông chở ông đổ sông Tương hết trơn, mà tại sao lại không lấy của cải đó cái chùa bố thí cho mọi người có phước hơn hay không, phải không? Thì cái lý của ông Vàng Long Quẩn nó phải với ông, còn cái lý của mình thì nó phải với mình. Theo mình thì lấy cái đó cái chùa, lấy cái đó bố thí để có phước, phải không? Nhưng mà với ông Vàng Long Quẩn thì ông thấy khác lại. Bởi vì với ông á, thì ông thấy rằng thế gian người ta cứ đắm mê danh lợi, mà tài sắc danh lợi là cái mà người ta cứ giành giật nhau, không có nhìn, không nghĩ, càng đem ra càng cho họ thì họ không thấy đủ, họ cứ đòi hoài. Thì như vậy vô tình để cho họ thêm lòng tham. Mình không tham mà mình cho người khác để họ tăng lòng tham thì cũng là cái không tốt. Cho nên với ông á, thôi mình không tham thì thôi dứt nó xuống sông cho rồi, thôi đừng làm cái nhân cho người ta tham nữa. Thì như vậy cái phải là phải của ông, phải không? Mà vì ông ngộ đạo rồi, ông thấy rằng cái chỗ đó ông có thể ông tiến tới một cách tự tại, ông không cần phải có những cái phước duyên để trợ cho ông mới tới được. Còn như mình bây giờ, mình tu mình chưa có thấy đạo, mình muốn có những cái duyên phước để cho mình thêm sức mạnh mà tiến mau, cho nên mình mới nghĩ tới bố thí, mình nghĩ tới cúng chùa để cho tăng phước đức. Nhờ vậy mình mau tiến. Thì với mình nhìn thấy